anh thử lái đã. Rồi rồi rồi, em cho mấy anh lùi lại đi. Bây giờ mình sẽ thực hiện là bay ra các bạn nhá. Các bạn cổ vũ mình nhá. Lên đường. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình là Quân. Ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm đó là bay kit F22 và mình đã sẽ sử dụng kính thực tế ảo. Và bây giờ mình sẽ thực hiện đó là cất cánh máy bay lên cho các bạn xem nhá. Vậy em lái cho anh đeo kính. Sao bay vòng tròn lại. Chói thế. Máy bay đâu rồi? Cẩn thận, cẩn thận con nó sụt pin đấy anh. Fan rồi. Fan rồi. Chắc yếu pin rồi đấy. Cứ hạ cho xuống đây đi anh, cùng lắm nó rơi ở gần thôi, em không muốn đi xa đâu. Vừa tầm vớ nha anh. Giỏi quá. Một chấm đen trên một bầu trời. Có.
Mong là thế. Đây là kết quả của mình sau 2 round pin nhá. Mình cảm nhận là bay fan nó khá là khó đấy các bạn ạ. Từ cái khâu mà cất cánh lên nó rất là lặng, mình phải thử được khoảng 4-5 lần mình mới cất cánh lên được. Và cái thời gian pin của nó cũng ngắn lắm, tầm 2-3 phút là quả pin Nipo 1500 bonnet của mình là hết luôn. Cái quả cuối của mình mình tính là mình cua lại để mình hạ cho nó nhẹ, thì lúc ấy là tôi rụt pin sụt quá rồi, không để cứu được. Thế là sau 2 pha hạ cánh đều phải đi nhặt nữa. Nhưng mà nó cũng là một cái trải nghiệm nó rất là hay, và mới tạo cho mình cái cảm giác rất là hưng phấn. Rồi hôm nay trợ lý của mình là Giang nhá. Cảm ơn thằng em rất là nhiều đã hỗ trợ anh đi nhặt hộ 2 lần. Nhưng mà nó cũng đáng thôi, tại vì nó là cái trải nghiệm chơi rất là hay. Mặc dù nha các bạn nhìn nhá, trời hôm nay cực nắng luôn, nhưng mà hai anh em chơi tới bến để ra được cái clip trải nghiệm cho các bạn.